Cô giao bài tập cho lớp mình rồi đúng không? Bài tập Nguyên âm chạy chạy sau tiếp mà à, phần đi danh học từ đến chủ đề gia đình của à, chạy gia học đình mấy giờ thì còn gia đình dạy danh từ biết là nghỉ học rồi, danh từ là à, quên, gia đình nó biết là nghỉ học rồi. động từ Cái chỗ quan nói trọng nhất từ thì nghỉ đúng không, cái chỗ quan trọng nhất thì nghỉ đúng không, bởi vì không có video mà. Thảo nào động đang đến 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 từ âm family. động Hôm từ trước cô hợp đã giao cho mình lớp mình check từ vựng về về động từ chưa nhỉ? Rồi rồi à? ạ rồi ạ Đấy, đấy, động đang từ lo còn gì nữa. Đêm nay sang chủ đề đấy này. Đúng không ạ? Hôm trước là đã gì lớp mình đã học hết chủ đề danh từ rồi, chữa bài xong hết rồi đúng không? Phải chữa hết bài 1 bài 2 rồi không? Rồi. Rồi, đấy, phần đấy quan trọng. Quan trọng là chúng ta biết cách thành lập một số các loại danh biệt. Đó, trong những danh từ đặc biệt đấy chúng ta cần phải để ý là không phải danh từ chỉ có thuần túy là chỉ sự vật sự việc hiện tượng con người như chúng ta đã thấy đúng không, mà lại còn có những loại danh từ thành lập lên mà chúng ta cần phải lưu ý rõ ràng rằng là trong bốn loại từ thì chỉ có gì danh từ được làm chủ ngữ trong câu mà thôi, chứ không có gì động từ, cũng không có gì tính từ, mà cũng không có chỉ từ làm chủ ngữ trong câu đúng không, phải biết rõ điều này nhé, chứ không lại tính từ em về nguyên tính từ em cho hồi làm chủ ngữ à. Đúng không? Cứ ngồi còn đã biết thấy nguyên tắc như nào không cần biết đúng không? Rồi, động từ cũng vậy, em bê nguyên động từ em cho ngồi là chữ không được đúng không ạ? Mà chúng ta học cách 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 thành lập đấy để chúng ta biết rằng là, à nếu mà động từ gì làm chủ ngữ phải biến về thành từ bằng cách nào đúng không? Nếu là tính từ muốn làm chủ ngữ thì phải biến về thành từ bằng cách nào thì mới làm chủ ngữ được, chứ phải bê nguyên như thế làm chủ ngữ đâu đúng không ạ? Thế chúng ta mới tốt nghiệp về chủ ngữ chứ đúng không? Không thì chúng ta thấy rằng là gì ạ, à, bao nhiêu năm rồi vẫn chủ ngữ em vẫn I you we they he she hết đúng không ạ? Thế thì làm sao mà nói được tiếng Anh đây, nói tiếng Anh thì gì ạ, à, chủ ngữ là cái phần đầu tiên chúng ta cần phải học để biết rằng là cái cấu tạo thành phần cấu trúc câu đúng không, chủ ngữ động từ và ngôn ngữ ba cái thành phần đấy là ba cái thành phần muôn thuở đây là phải nắm chắc rồi đúng không. Nhưng ngoài thành phần ra thì còn có cái thành phần gì chui lung tung những câu chẳng chả câu nào có ba câu à, à ba chữ cả các ba thành phần đấy cả, kiểu gì nó có những thành phần chui chui lung tung cả đúng không, cái thành phần chui lung tung khắp câu đấy thực ra đó là thành phần trả ngữ, cái trả ngữ thì sau hết động từ này là chúng ta được học rồi, buổi sau đây là chính là trả ngữ này đúng chưa, đấy thì là chúng ta gì nốt phần trả ngữ là chúng ta hoàn thành level 1 của giao tiếp rồi, mà cái thành phần trả ngữ là cái thành phần mà là còn khó nữa đấy. Thế chưa, danh từ thì học cách thành lập thì chúng ta học xong thì thấy dễ nhớ đúng không, tiếp theo là thành lập dạng cụm danh từ, cái sắp xếp của cụm danh từ chúng ta cũng học hết rồi đấy, đấy là các cách để chúng ta thành lập danh từ để khi gặp những cái danh từ như thế chúng ta không bị cuống không bị hoảng đúng không, là chúng ta không phải đi tra từ điển nữa mà chúng ta tự biết cách quy luật của nó mà sắp xếp lại cho nó đúng trật tự đúng không. Đó. Thì những cái cụm danh từ đấy rất dễ, và khi chúng ta nghe cũng vậy, nếu mà nghe gặp phải cụm danh từ thì các bạn phải dịch từ sau ra trước, chứ không thể nghe lại dịch từ trước ra sau, không bao giờ dịch được thoát ý đúng chưa ạ, nên thấy cụm danh từ phải dịch từ sau ra trước bởi vì quy luật trật tự ra sắp xếp mà, ngược lại thì tự tiếng Việt đúng chưa, thì dịch là phải dựng dẫn ngược lại thì mới ra quy trình được đúng không, ví dụ như là trong bài nghe ở trong cái chủ đề số 2 chúng ta có là gì nhỉ, so Jenny your front club holiday wrap, nghe là không biết có dịch cụm đấy nào, your front club holiday wrap thế là gì à, không biết dịch, nếu mà biết cụm danh từ rồi phải dịch từ sau trước là gì, wrap người đại diện holiday, your fun club holiday gọi là để đại diện cho nghỉ câu lạc bộ gì vui vẻ đấy, tức là chúng ta phải dịch từ sau ra trước thì mới trở thành cái cụm mới được, chứ không thì không hiểu được cái cụm để dựng như nào hiểu như nào không biết được đúng không, bởi vì chúng ta có biết trật tự đâu đấy. Đấy. Nghe thì phải lên level 2, level 2 thì mới được đấy. Level 2 thì lớp phải phải đủ sĩ số thì mới tặng. Ồ, như là bây giờ có đủ sĩ số đâu. Bây giờ sĩ số là mình đang được 50%. 50% là có tốt đấy. Bởi vì là cái đội thứ nhất nhá, cái đội mà ngồi mà ngóng video bởi vì tầm sáng này này thì thông thường là được mấy buổi đầu thôi, sau đó thì kiểu mệt quá dậy cái lại. Ui, mệt quá. Khó lắm cô ạ. Nào, đường nào cô chả gửi video. Rồi, ngồi thêm tí. Có video học lại. Xong rồi có video lại em chờ mấy bữa thì để chả thấy video đâu nữa. Thôi
À, bài tập này gửi chả làm được thì khó thế, không làm được. Thôi đi nghỉ. Đúng không? Phải biết không? Đấy, thế là chúng ta không kỷ luật thì không thể nào mà dậy sáng mà học cái này đâu. Nên là để mà dậy sáng học được cái này là cả một quá trình đấy. Nghe thì đó thì sau khi đến phần giai đoạn 2 thì chúng ta sẽ được học nghe nhé. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sang loại từ tiếp theo. Đó là động từ thường, đặt câu với động từ thường. Hôm trước đã cho chép hết từ vựng rồi. Hôm nay chỉ việc đọc mà thôi. À, hơn 70 động từ đấy, không ít đâu. Đúng không? Khá nhiều. Nhưng thực ra động từ về hoạt động ở ngày dễ nhớ. Đúng không? Rất là dễ nhớ mà. Không có khó. À. Cô để kèm thêm cái hình ảnh cho nó dễ nhớ mà. Cho bạn nhìn thấy hình ảnh, cảm giác nó dễ nhớ hơn thôi. Một số từ cô viết bên dưới thì nó vẫn lặp lại những từ này. Đó, thế đây là nó chỉ rơi vào tổng khoảng hơn 70 từ thôi. Bây giờ chúng ta cần phải lưu ý đảm bảo được nguyên tắc đọc chuẩn. Đọc là phải đọc chuẩn. Bây giờ chúng ta đọc được một nửa từ chuẩn rồi. Đúng chưa? Hết phần phụ âm rồi mà. Nguyên âm thì mới chớm thôi. À, từ 3 tuần sau. Rồi nguyên âm học có 2 hôm là xong. Nguyên âm học nhanh lắm. Phụ âm học thì lâu chứ. Còn nguyên âm học nhanh lắm. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đọc theo cô nhé. Đờ, quay đầu lưỡi ở trong. Do's laundry. Do's laundry. Bật cái mic lên. Bật cái mic lên. Rồi. Hang the clothes. Hang the clothes. Iron the clothes. Iron the clothes. Iron the clothes. Rồi, tiếp ạ. Vacuum the floor. Vacuum the floor. Mà mình cứ bôi lại. Make my bed. Make my bed. Girl, tôi cứ đưa lại. Girl to bed. Girl to bed. Và chụp cái môi vào. Wake up. Và mỉm cái môi lại. Brush your teeth. Rồi, quay lưỡi ở trong. Drive to work. Girl, lại. Get home. Take a bath. Và mỉm môi. Brush your hair. Step the net. Play with friends. Girl shopping. Exercise. Put on makeup. Wash your car. Thụt lại này. Get dressed. Cứ gờ thụt cái lại một chút chuẩn hơn. Go out with a friend. Take pictures. Và mình mua lại. Play the guitar. Chụp mua lại. What is a plant? Gờ thụt lại. Go for a walk. Chụp môi lại. Walk. Have breakfast. Have lunch. Cong môi ở cuối. Have lunch. Have dinner. Mở mí môi lại. Make dinner. Đấy, cô vừa nhắc các bạn về những cái phụ âm chúng ta cần phải để ý. Khi nói những cái khẩu hình miệng như nào chúng ta phải nhớ. Đẹp phải nhớ để làm chuẩn. Sau này các bạn quen rồi thì không phải nhắc như thế nữa. Cứ tự cái âm này nó tự thì quay trong nó tự quay. Mím nó tự mím. Tức là nó thành thói quen tự nhiên thì. Nói với nó tự như thế luôn. Chứ không phải để ý nữa. Dạ. Rồi xin mời các lớp tự đọc các từ đi ạ.
từ đầu đầu tiên là laundry. Đọc đi ạ. Laundry. Tiếp tục đọc tiếp phần tiếp theo nhé. G thử lại ạ. Get up. Get up. Qua chữ môi ạ. Wake up. Wake up. Bờ bị môi ạ. Brush your teeth. Brush your teeth. Qua chữ môi lại ạ. Xỉa cuối ạ. Wash. Wash. Wash my face. Wash my face. Tìa cuối ạ. Wash my face. Wash my face. Wash the dishes. Wash the dishes. Đọc chuẩn nhé. Đọc wash the dishes. The dishes. Đọc wash the dishes. I often wash the dishes in the morning. Wash the dishes. Wash the dishes. Wash the dishes. Wash nhưng mà đọc thế thật mà. Wash the dishes. 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 Đây là âm rác cuối này. Rác cuối này. Wash clothes. Wash clothes. Clothes. Wash my hair. Wash my hair. My hair. Perm my hair. Comb my hair. Cook. Mà bị môi ạ. Make breakfast. Make breakfast. Cook breakfast. Cook breakfast. Do exercise. Do exercise. Do your homework. Do your homework. Eat out. Eat out. Finish working. Finish working. Nào quay lại trong ạ. Do gardening. Tay ở cuối này. Get dressed. Get dressed. Rồi bây giờ các lớp tự đọc nào. Đó, đọc đi. Get up. Brush up. Brush your teeth. Wash my face. Wash my face. Wash the dishes. Clothes. Wash the dishes. My face. Clothes. Cook my hair. My face. Come my hair. Wash my hair. Do exercise. Do your homework. Do your homework. Eat out. Feed the dog. Do exercise. Có nghĩa này, mặc đội đeo. Đi cái gì có nghĩa như thế? Wear a hat, đội mũ. Wear a watch, đeo đồng hồ. Wear shoes, đi giày. Có nghĩa, các nghĩa khác nhau. Thế bạn, get home. Get home. Get home. Get home. Go home. Go home. Go home. Come back home. Come back, come back home. Đúng rồi, không phải home mà. Home. 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 Come back home. Sau. Dạ, tiếp ạ. Gờ thủ lên lại, shop cong cái môi lên. Girl shopping. Go shopping. Go shopping luôn nha. Mình là girl shopping. Girl shopping. Girl shopping. Gờ thủ lên lại, girl to bed. Girl to bed. Go to bed. Sleep. 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 Go out for coffee. Go out for coffee. Go to the movies.
go to the movies. Have a bath. Have a bath. Take a bath. Take a bath. Have a nap. Have a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Have breakfast. Have breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Have dinner. Have dinner. Eat dinner. Eat dinner. Sweep the floor. Sweep the floor. Dust furniture. Dust furniture. Tôi xin mời tự đọc. Where? Dinner. Laundry là gấp gấp những cái đồ mà khi chúng ta giặt khô xong thì gấp lại. Hang up là chúng ta phơi lên. Rồi, ok, xin mời đọc. Do the laundry. Do the laundry. Và buổi tăng này. Fold the laundry. Fold the laundry. Hang up the laundry. Hang up the laundry. Iron the clothes. Iron the clothes. Wash the dishes. Wash the dishes. Feed the dog. It's a dog. Clean the window. Clean the window. Tidy up the room. Tidy up the room. Sweep the floor. Sweep. Mop the floor. Mop the floor. Vacuum the floor. Vacuum the floor. Quay lại trong. Do the cooking. Do the cooking. Wash the car. Wash the car. Wash the wash the plants. Water plant. Mà mình mua lại mow the lawn. Mow the lawn. Cắt cỏ bằng cái máy. Cần cắt bằng tay thì cut the lawn. Thế bạn. Break the leaves. Break the leaves. Cào lá hót lá. Break the leaves. Break the leaves. Take out the rubbish. Take out the rubbish. Âm của gà cuối. Rubbish. Rubbish. Cong cái môi lên mà xì. Take out the rubbish. Take out the rubbish. Dust the furniture. Dust the furniture. Và mình mua là paint the fence. Paint the fence. Clean the house. Clean the house. Rồi, xin mời đọc nào. Đọc đi. Do the laundry. Đây cụm từ đổ rác này, chúng ta có thể dùng take out the rubbish. Cách thứ hai bạn có thể dùng là take rubbish out hoặc take rubbish away đều là đổ rác. Hoặc là empty the bin đều nghĩa là đổ rác. Cùng nghĩa hết ạ. Bạn thích dùng từ nào dùng? Thế nhà đọc này. Take rubbish out. Take rubbish away. Empty the bin. Empty the bin.
No. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have dinner. Have dinner. Brush my teeth. Brush my teeth. Take a shower. Take a shower. Take a bath. Take a bath. Listen to music. Listen to music. Makeup. Put on the makeup. Put on the makeup. Wear the makeup. Wear the makeup. Tại cụ tổ trang điểm. Bạn thích dùng nào thì dùng. Được chưa? Tiếp. Do meditation. Mở mí môi. Meditation. Play an instrument. Play outside. Play sport. Play video games. Read newspaper. Relax. Set the alarm. Study. Surf the internet. Drink coffee. Drink tea. Turn off the alarm. Visit your friend. Watch television. Work. Rồi, đang đến đây, chúng ta bắt đầu đọc nhé. Television. Ơi, em mở chút cái chỗ mà turn off the lamp hay là the lamp. Khác gì nhau? Ý em hỏi là gì? Ý là đọc cái the hay là gì ạ? Bởi vì là đứng trước phụ âm thì đọc là the chứ không phải gì. Turn off the lamp. Còn nếu mà a lamp thì mình là the a lamp. À nhá. Đây là turn off the lamp, là người ta tắt đèn. Còn set the alarm là gì ạ? Là đặt chuông báo thức. Set the alarm, alarm thì nó lại là đồng hồ báo thức. Thì phải là gì? Set the alarm. Được chưa? Rồi, xong rồi. Động từ này quan trọng là chúng ta đọc được thôi, chứ còn loại từ là động từ hết. Nghĩa có hết đây rồi, trắng đen đây rồi, nên không phải lo, đúng không? Giờ chỉ đưa sang phần ngữ pháp đặt câu với động từ thường. Đặt câu với động từ thường ngày hôm nay thì to be chúng ta đã thành thạo rồi, bây giờ chỉ còn loại tự động từ thường đó là xong thôi. Tô Diệu Linh này mặt mới nhỉ, hôm nay mới thức dậy để học à, vào thì vào muộn rồi. Giờ chúng ta sẽ vào học đặt câu với động từ thường. Động từ thường thế nào được gọi là động từ thường? Động từ thường chính là động từ chỉ gì? Hành động và cảm giác thì gọi là động từ thường. Động từ thường gọi là main verb.
Đây phải nói là động từ thường. Động từ thường chính là main verb. Động từ học lại dễ. Cứ một loại từ khó, một loại từ dễ. Tính từ dễ đúng không? Xong đấy danh từ thì khó hơn. Động từ lại dễ, trạng từ thì lại khó. Bốn loại từ thì tự nhiên thì có thằng dễ thằng khó xen nhau học. Tính danh động trạng theo đúng trật tự. À, động từ chính là những từ chỉ hành động. Hành động, đi đứng ăn nghỉ ở. Đấy. Và những từ động từ chỉ trạng thái. Seem, look, like. Rồi, chúng ta lưu ý nhé về loại động từ. Động từ thì chúng ta lưu ý là nó có ba loại chúng ta học rồi. Thứ nhất, động từ to be, đúng không? Học xong rồi, am, is, are. Thứ hai, loại động từ thứ hai chúng ta gọi là main verb, chính là động từ thường mà hôm nay chúng ta được học này. Và loại thứ ba đó là modal verb. Modal verb thì chúng ta sẽ được học ở trong chương trình lên cơ bản sẽ được học. Dạ, yeah. Còn hôm nay chúng ta cái này xong rồi này, to be xong rồi. Ngày hôm nay chúng ta học cái main verb này. Được chưa? Vậy main verb này nó là động thường. Động thường thì bao gồm hai loại chúng ta vừa nhìn lên trên này. Bao gồm loại thứ nhất là động từ chỉ hành động, action. Đúng không? Action. Và loại thứ hai là động từ chỉ trạng thái, nó là cảm giác, feeling. Feeling. Đấy, động từ thường bao gồm hai loại này. Đúng chưa? À, trạng thái, cảm giác. Đúng không ạ? Đấy, thì động từ trong tiếng Anh nó bao gồm hai loại như thế. Bút này như pin như sao? Không thấy nó viết được nữa. Cái modal nó dịch là gì hả cô? Cái gì? Modal. Modern verb. À, modal là từ khuyết thiếu. Modal. Modern. Động từ chỉ động từ khuyết thiếu. Thì mình học trên cơ bản. Bây giờ mình học cái loại này. Đây, hai cái thằng này. Động từ main verb, động từ thường này. Đặt câu với động từ thường này. Được chưa? Thì nhớ động thường này bao gồm hai loại hành động và cảm giác. Hay là trạng thái. Được chưa? Đấy, thì bây giờ đang học đặt câu cái thằng này. Tôi bị học xong rồi. Đấy, động từ thì bao gồm ba loại như thế. Dạ, xong chưa? Giờ sang. To be. Chúng ta có ba dạng câu để đặt câu đúng không? Khẳng định, phủ định, nghi vấn. Và yes, the question thì chưa. Yes, the question nó khó hơn hẳn. Thế nên chúng ta sẽ về cùng một chủ đề là yes, the question cho cả to be, cả động từ thường luôn. Đấy chưa? Thì adapt question đấy thì chúng ta sẽ được học ở gì? Level 2. Bởi vì cái câu đấy được dùng nhiều nhất trong giao tiếp. Đúng chưa? Có phải ra ngoài kia mở mật bất cứ câu nào chẳng phải dùng cái adapt question đúng không? Thì cái dạng đấy nó khó hơn hẳn luôn. Còn khẳng định, phủ định, nghi vấn thì nó dễ. Để đặt bất kể câu nào, tức là ra kia muốn nói bất kể câu nào, câu hỏi nào theo ý muốn của mình thì chúng ta đều hỏi được. Thì nó nằm ở level 2. Vậy là chúng ta sẽ giao tiếp được theo ý muốn của mình. Dạng gì ạ? That question. Còn khẳng định, phủ định, nghi vấn thì chúng ta học ở level 1. Cơ bản là nền tảng đã. Ba dạng câu nền tảng dễ thì học trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào gì ạ? Cần dạng câu 1. To be có khẳng định, phủ định, nghi vấn thì động thường cũng có khẳng định, phủ định và nghi vấn. Chúng ta vào câu đầu tiên. Khẳng định đối với động từ thường thì viết như thế nào? À quên, từ từ, vị trí đó, vị trí của phần động từ này dễ rồi. Đây. Đấy, vị trí động từ thường đi sau chủ ngữ. Đi sau chủ ngữ. Đi sau chủ ngữ. Vào đặt câu đầu tiên. Câu khẳng định.
chat ạ. Chúng là động từ để học như đi chơi mà. Chỉ cần nhớ hết động từ là được rồi. Xong rồi cô ạ. Ok. Thế chúng ta nhìn vào đây. Cô thể gọi Nguyễn Nguyên không thêm gì bởi một số bạn không hiểu chữ nguyên thể là gì. À, các bạn có thể cùng là cộng động từ nguyên thể. Nguyên thể mới là không thêm gì đấy, nhưng mà tôi cô sợ các bạn không hiểu là không thêm gì nên cô để luôn tiếng Việt này. Bạn thấy là gì ạ? Những chủ ngữ số nhiều này. You, we, they danh từ số nhiều cộng thêm ngôi ai. Cộng thêm ngôi ai nữa thì sao? Động từ đây chúng ta gì ạ? Câu khẳng định không thêm cái gì cả. Được không? Còn nếu chủ ngữ he, she, it danh từ số ít. Có nghĩa là chủ ngữ số ít đấy ạ. He, she, it là danh từ số ít ạ. Chủ ngữ số ít ạ. Chủ ngữ số ít thì động từ phải thêm s hoặc es. Được chưa? Vậy nhìn này. Bố của Lan thường thức dậy 6 giờ sáng. Thế bố của Lan này số ít hay số nhiều? Ít, danh từ số ít đúng không ạ? Vì vậy động từ phải thêm gì đây? Wait. S hoặc es đúng không ạ? Vậy xin mời làm đi ạ. Last father of father of father of father. Bình thường là get up, bây giờ phải thêm s vào đọc là get up. Đấy, land father often get thêm s này. Động từ này. Get up at 6 a.m. Đúng không ạ? Rồi câu là tôi thường đánh răng và rửa mặt sau khi thức dậy. Tôi, chủ ngữ tôi có phải chia thêm gì không? Không, không. No. Động từ không thêm gì cả. Phải làm I always. Thường. I often. After getting up. After là giới từ. Mà sau giới từ phải cộng một gì? Danh từ. Động từ mới làm danh từ bằng cách thêm đuôi. Đúng rồi. Đây phải danh từ không? Đấy, thành danh từ đây. Động từ thêm vinh thành danh từ. Đấy, động từ này không thêm gì cả. Brush không thêm, wash không thêm. Thế bây giờ câu này cô chuyển thành như sau. Mẹ tôi thường đánh răng và rửa mặt sau khi thức dậy, bạn sẽ nói như nào? My mother often brushes her teeth and washes her face after getting up. Ok. Mẹ tôi lại trở thành chủ ngữ số gì? Động từ phải thêm S hoặc là S, chính xác ạ. Đấy. Thế thì đây sẽ là trở thành my mother often gì đấy? Thêm gì? Brushes. Brushes.
Brushes cái gì đấy? Đúng rồi, hơ như vậy của tôi đấy nha. Đánh răng của bà ấy. And washes. Washes. Her face. Đúng rồi, her face như vậy, đánh mặt, đánh rửa mặt của tôi thôi nhá. Rửa mặt của bà ấy. Yeah. Đây. My mother chúng cái suýt này. Often brushes her teeth and washes her face after getting up. Vậy bây giờ lại xảy ra hiện tượng là thế trường hợp nào thì tôi thêm S, trường hợp nào là tôi phải thêm ES đây. Thì dưới đây sẽ giải thích cho các bạn y nguyên điều này, đúng không ạ? Trường hợp nào thêm ES. Trường hợp thêm ES thì trong những trường hợp này thôi, động từ tận cùng của các đuôi đấy thì thêm ES, còn các trường hợp khác thêm S hết ạ. Các bạn xem lại đi. Xong rồi các bạn. Rồi. Chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Chỉ có gì ạ? 6 cái âm này thôi thì chúng ta thêm ES, còn những trường hợp khác thêm S hết nha. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta đọc nhá, đọc số dạng động từ số ít đi. Đọc cho dễ là đọc là kisses. Kisses. Đúng rồi ạ. Washes. Washes. Watches. Watches. Mở mi môi ạ. Misses. Misses. Does. Does. Buzzes. 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 Đấy, âm is. Đấy. Đọc như vậy. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ sang dạng câu số 2, đó là câu phủ định. Nó cũng giống to be thôi, dễ lắm. Câu phủ định. Thank you.
Xong chưa ạ? Dạ. Rồi. Chúng ta nhìn này. Các chủ ngữ số nhiều cộng ngôi ai thì câu phủ định là don. Còn các chủ ngữ số ít thì sao? Phủ định là doesn't. Và nhớ có doesn't rồi thì động từ tất cả các loại đều không thêm gì. Đấy chưa? Đó. Câu hỏi, câu đặt này. Bố mẹ của Hoa số ít hay số nhiều? Nhiều. Số nhiều. Thường không làm việc nhà, vậy thì chúng ta sử dụng cái gì đấy? Don't. Don't. Đúng rồi. Vậy xin mời làm. Was parents often, parents often, don't. Often. Don't often in the morning. Do housework. Do housework. Và buổi sáng là in the morning. Đúng rồi, in the morning. Thôi. Chủ ngữ số nhiều thì don't, chủ ngữ số ít thì doesn't. Chủ ngữ số nhiều thêm môi ai nữa yeah, thì là don. Mẹ kế của Hương thường không quét nhà, hút bụi và giặt quần áo vào buổi tối. Mẹ kế của Hương số ít hay số nhiều? Số ít đúng không ạ? Vì vậy động trợ động từ phải là gì đấy? Đa dần. Vậy xin mời làm. Stepmother doesn't often sweep sweep wash sweep the floor sweep the floor wash the floor vacuum the floor and wash clothes and wash the floor in the evening. Động từ không thêm gì nhé. Yeah. Xong chúng ta sẽ dạng dạng câu thứ ba là yes no question. Động từ dễ mà. Xong rồi.
Xong chưa? Xong rồi. Đây chúng ta để ý nhá, đảo đu lên thôi, đu lên thôi. Còn nếu mà yes the question dưới dạng phủ định thì đảo phủ định lên. Yeah. Ông bà của bạn thường đi ngủ lúc 9 giờ tối phải không? Câu hỏi đúng chưa? Ông bà của bạn số ít hay nhiều? Nhiều. Vậy là cái gì đây? Do your grandparents often go to sleep at 9 p.m. Con trai của Lan thường tắm vào gội đầu buổi sáng à? Con trai của Lan số ít hay số nhiều? Does, cái gì đây? Does Lan wash his hair in the morning. Nhớ cái động từ này không thêm gì nhé. Động từ này không được thêm gì nhé. Yeah. Does Lan. Đấy, cứ số ít thì do, số nhiều thì số ít thì does, số nhiều thì do, thế thôi. Anh em cơm nước nào nó sớm. Bạn thường không ăn sáng à? Câu gì đây? Don't you have breakfast? Don't you have yes, the question dưới dạng gì đây? Breakfast. Phủ định. À, phủ định thì đáng nghe do, bây giờ phải đảo gì? Don't. Đúng rồi, don't. You. Don't you gì? Often have breakfast. Don't you often? Breakfast. I have breakfast. Don't you often have breakfast? Chính xác à? Mẹ bạn thường không dọn giường sau khi thức dậy phải không? Câu gì đây? Câu nghi vấn phủ định. Yes, đâu dưới dạng gì đây? Phủ định. Phủ định. Mà mẹ bạn số ít hay nhiều? Ít. À, mẹ bạn là số ít. Thế phủ định phải dùng cái gì? Doesn't. Định phải doesn't. Doesn't gì? Chủ ngữ đây là gì đây? No other. Sau đó thì often. Dọn giường. Make the bed. Đúng rồi, often take her back getting up. After getting up. Getting up. Tình hình này là dần sau là chúng ta xong được trạng từ đấy. Một buổi trạng từ chỉ có một buổi là xong thôi. Là hết level 1 rồi đấy. Hoàn thiện rồi đấy. Là chỉ có tập trung vào phát âm nữa thôi. Đây là cho bài tập. Sau đó hôm sau sẽ chữa bài. Sau đó sang nội dung của trạng từ. Đó. Trạng từ khó hơn nhưng mà cũng chỉ học một buổi thôi. Nó nhanh, nó gọn. Biết cách thì dễ lắm. Biết cách quản trị thì dễ lắm. Trạng từ thì chúng ta nếu đọc trên mạng thì 4-5 trang, đọc xong chả hiểu gì. Đọc lý thuyết trên mạng chả hiểu gì. Tin về và đọc thử xem. Xong đây về đọc thử xem. Đọc xong chả hiểu gì, không biết trạng từ thằng nào đứng đâu trong câu, không biết chịu. Thế là người Việt Nam mình cứ thấy trạng từ là sợ. Thế nó đứng khắp câu, không biết nó đứng chỗ này, chỗ này hay chỗ này. Thế thì thỉnh thoảng nó nhảy chỗ này, thỉnh thoảng nó nhảy chỗ kia. Đúng không ạ? Thấy sẽ rất là gì ạ? Mệt quản trị nó. Nhưng mà hả? Học xong phần lý thuyết của trạng từ của cô xong thì các bạn thấy rất rất dễ. Quản trị được nó một cách rất dễ dàng và rõ ràng. Đó. Ghi chú. Khi trong câu hiện tại đơn mà đã có động lý thường thì tuyệt đối không dùng động từ to be.
Đó. Còn nếu trong câu không động từ thì chắc chắn xuất hiện động từ với. Vậy câu chúng ta là chủ ngữ động từ tân ngữ mà. Chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Không động từ, động từ be. Thế thôi. Nhưng không bao giờ nhét hai thằng với nhau nhé. Một trong hai thôi. Ví dụ, mẹ tôi là giáo viên tiếng Anh. Có động thường không? Câu này có động thường không? Không ạ. À. Không, phải có to be. Vậy nói đi. My mother is English teacher. English teacher. Is an English teacher. To be. Teacher. Anh ta thường đi ra ngoài ở buổi tối. Có động từ không? Có. Đi. Vậy đây phải động từ thường rồi. Đi. He often goes. Goes, đúng rồi, goes. Goes out. Đúng không? In the evening. Thế thôi. Một động từ thường, hai to be, chứ không bao giờ nhắc cả hai cái vào. To be, động từ thường, bốn loạn trong câu là không được. Yeah. Ghi chú thứ hai. Động từ to be có nghĩa là gì? Khi là ở. Ở một khía cạnh nào đó có thể dịch với nghĩa là đi và đến. Thế một số câu có thể dùng ở cả hai dạng. To be hoặc động từ thường. Thế sao cô bôi cái chữ hoặc? Một trong hai. Xong rồi nên lạnh em ơi. Chả thấy lạnh. Rồi. Đấy, tức là một trong hai dạng nhá. To be hoặc động thường. Ví dụ đây. Anh ta thường đi làm muộn. Có động từ có đi không? Động từ có động từ nào đi không? Động từ là go. Vậy nói như nào đây? Anh ta thường đi làm muộn là gì? He often goes to work late. Go to work late. Động từ to be có đặt ở câu này không? Có. Động từ to be ở một khía cạnh nào đó có thể dùng với nghĩa là gì? Đi và đến, đúng không? Vậy, dùng to be được không? Dùng to be thì dùng như nào? Thì không có go nữa nha. Dùng to be phải biến mất cái động thường đi. Thay vào đây là is. He is late at work. He is at work. Late for work. For... Đúng rồi. Cái gì? Phải dùng là he is often. Chuyển thành late for work. Anh ta thường xuyên muộn. Muộn ở công việc. Muộn ở công việc có nghĩa là đi làm muộn. Đúng không? Chúng ta sẽ theo nguyên tắc là chuyển thành như này. Tính từ cộng giới từ cộng danh từ. Và nó thành là một loại cụm danh từ. Cái này cái sau bạn sẽ học xong. Nó là một loại cụm danh từ. Mà cụm danh từ thì nó là danh từ. Và danh từ thì đã là tân ngữ động từ to be được chưa? Mẹ ơi, chúng ta phải có danh từ. Mẹ của Lan và Hoa thường ở nhà vào cuối tuần. Mẹ của Lan và Hoa thường ở nhà vào cuối tuần. Có động từ không? Stay at home. At home. Có ở thế. Stay at home. Đúng rồi, stay. Vậy nói đi. Mẹ của Lan và Hoa là gì? Lan and Hoa, hạt Hoa and Lan tùy. Mother. Often. Often stay at home. Cuối tuần. On the weekend. Rồi. At the weekend. Rồi. To be có nghĩa là ở không? Có. Có không? Biến mất cái động từ ấy đi, xong dùng to be vào. Dùng đi.
Lan and Hua mother often is often is often ê, bỏ cái động từ stay thay động từ to be vào. To be nghĩa là ở đây. Đúng không? It's often at home on the weekend. Nên là có thể dịch ở cả hai dạng nhưng không phải là một động từ hoặc là to be chứ không phải nhét cả hai cái là is be stay ở đây đúng nhá. Được chưa? Không nhét hai thằng chung với nhau. Động từ thường là động từ thường và động từ to be là động từ to be, chả liên quan đến nhau. Được chưa? Dạng ghi chú thứ ba rất quan trọng. Liên quan đến tân ngữ động từ thường và tân ngữ động từ to be khác nhau thế nào? Tân ngữ động từ be chính là tính từ, danh từ, trạng từ. Trạng từ là phụ, tính từ là chính. Nhưng tân ngữ động từ thường thì trạng từ là chính, tính từ là phụ. Nó ngược lại thôi. Nó chỉ đảo ngược lại thôi. Còn danh từ thì nó trở thành tân ngữ của hai loại là tất nhiên rồi. Của cả to be cả động từ thường rồi. Không nói làm gì rồi. Thế mình thấy tân ngữ động to be là danh từ không? À. Tân ngữ động thường cũng là danh từ, nhưng khác nhau chúng là tính từ và trạng từ thôi. Để đặt câu nhé. Có kịp chép không? Có. Đặt câu nhé. Cô ấy rất đẹp. Cô ấy nhảy rất đẹp. Nói nào. She is beautiful. She is beautiful, tính từ, đúng chưa? Nhưng cô ấy nhảy rất đẹp, có động từ không? Có. Có động từ nhảy. Vậy đây dùng cái gì đây? Trạng từ. She dance. She dance gì ạ? She dance beautiful. Đúng rồi, lúc này phải dùng very beautifully. Trạng từ của tính từ là thêm really vào. Đây, tính từ đây. Còn đây có động từ. Thì tân ngữ phải là gì? Phải là trạng từ beautifully. Mẹ tôi nói tiếng Anh rất tốt. Mẹ tôi nói tiếng Anh rất tốt. Có động từ không? Có. Động từ nói. Mother speaks. Vậy rất tốt đây phải là gì? English very well. Đúng rồi, không thể dùng good được đâu nha. Chỗ này không thể dùng ngữ động my mother speak English very good được không được đâu nha. Mà tân ngữ động từ phải là gì đấy? Trạng từ. My mother speak English very well. Well là trạng từ của tính từ từ good ấy. Good. Well này. Hoặc perfect thì phải dùng perfectly. Hoàn hảo đấy. Fluent là trôi chảy. Vậy là trở thành gì? Fluently. Lại phải dùng trạng từ. Hiểu chưa? Chứ không dùng gì? Không dùng to be. À quên, không dùng tính từ. Bởi vì đây là động từ mà. Đó. Anh ta lại thường lái xe rất nhanh nhưng cẩn thận. Có động từ không? Có. Drive. À? Lái xe. Vậy nhanh và cẩn thận đây phải dùng cái gì đây? Trạng từ. Đúng rồi, vậy nói đi. He often drive very fast. Very fast. Carefully. Đúng rồi. Fast mình học rồi. Fast vừa là tính từ vừa là trạng từ rồi. Nên không phải thêm ly vào nữa nhé. Nó là trạng từ rồi. Nên là chúng ta dùng thẳng luôn. Nhưng mà careful chỉ là tính từ thôi. Vậy muốn dùng trạng từ phải thêm đuôi ly vào. Được chưa? Đó. Đây mới là cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu không chúng ta bị sai loại từ, đúng không? Xong rồi đấy. Hôm nay xong trạng từ rồi. Câu khẳng định, phủ định, nghi vấn xong rồi nhé. Ghi chú cũng xong rồi nhé. Được chưa? Cô đã hoàn thành xong bước thứ 1, bước 2, bước 3 đấy.
ngữ pháp này, từ vựng này, đặt câu này, hướng dẫn xây câu này, thấy chưa? Đối với động từ thường. Bước số 4 về nhà các bạn phải tí tự xây. Các bạn tự xây xong hôm sau cô mới bước check được 4.5 là check đúng không? Cô cho em hỏi một chút à. Cho cái bảng này mình vừa hỏi là tân ngữ này mà ngoặc to be bằng adjective xong gạch chéo là now và adverb. Ví dụ chỗ now và adverb như nào cô nhỉ? Em chưa hình dung. Now adverb nào cơ? Cho to be á. Hoặc là gì? Hoặc là trạng từ, hoặc là tính từ. Đây, thêm cái này vào đây. Cô để ngoặc đơn có nghĩa là gì? Rất ít, trường hợp hiếm. Được chưa? Cô để tính từ ngoặc đơn này có nghĩa là hiếm. Được chưa? Đó. Nên về nhà các bạn làm bước 4.5 nhé, A4 nhé. Bước sau cô sẽ hôm sau sẽ làm bước 4.5. Bạn làm 4.5 xong thì các bạn sẽ về nhà đi. Làm bước 5 là bước speaking đúng không? Thì mới nhớ hết động từ được. Cô cho hai bài tập về nhà nhé, hai bài. Còn động từ thì có 4 bài cơ, nhưng mà hai bài sẽ để nâng cao level 2. Level 2 thì sẽ học gấp đôi của level 1 mà. Gấp đôi tất cả kiến thức của level 1, sau đó thêm gì ạ? 2 phần, 3 phần lớn nữa. Nghe, đáp question và những phần phụ thêm của tiếng Anh trong bất gốc. Đấy, 3 phần đấy. Rồi tất cả những level 1 này học phát gấp đôi luôn. Tăng gấp đôi level luôn. Thì nó nhớ sâu hơn, kỹ hơn và gì ạ? Phản xạ tốt hơn. Sau đó thì chúng ta thêm gì? 3 cái phần kia nữa. Thế mà thêm nhiều như thế thôi, nhưng mà cuối cùng học có 3 tháng rồi đấy. À đâu, không có 3 tháng. 2 tháng thôi. Tầm khoảng 2 tháng là xong hết rồi. Level 2 ấy. Nhanh lắm. Trong đó học có đôi nghe level 1 đấy. Riêng cái nội dung level này học tăng gấp đôi rồi, sau đó thì thêm 3 phần nữa, lớn nữa. Thế mà chỉ hết 2 tháng thôi, bởi vì level 2 nó đi nhanh hơn, level 1 đi chậm. Level 1 mà đi lên nền mà, nên phải đi từ từ. Có nền rồi thì level 2 thì nó chỉ tăng cường lên thôi. Và sau đó thì thêm cái phần mới nữa thì là hoàn thiện hết của giao tiếp. Dạ. Là hoàn thiện hết của giao tiếp bất gốc. Cũng là giao tiếp thành thạo cấp độ câu đấy. Nghe nói thì biết thành thạo ở cấp độ câu đấy. Theo ý muốn của mình, không phải học thuộc đâu. À, tiếng Anh nó phải thế, thế nó mới hết gốc. À, ai học mất gốc. To be em is a chủ ngữ are you with a he she. Sau giao tiếp đọc hello how are you, I'm fine thank you and you. Đấy, mất gốc chỉ thế thôi. Xong lên phát cơ bản lại lên chuyên sâu phát học choáng luôn. Không hiểu cái cấu trúc cái moi từ đâu ra, móc từ đâu ra cái thằng này. Đúng không? Cứ đi chạy theo. Chạy mãi chả hiểu thôi, chán quá đi bỏ hỏi có gì đâu. Đúng không? Ngày xưa cô Lan y nguyên thế các gì. Tìm ra cái quy luật này đâu phải dễ dàng đâu. Cô Lan tìm đi chứ. Không tìm ra là sao dạy các bạn như này. Phải ghi chú hết cái sự khác biệt này. Ai cho các bạn? Đố bạn tìm trên mạng đấy này. Đấy, cô phải cho ghi chú chứ không các bạn vào câu làm thì chủ bì tính từ, động từ, tính từ, chuyện đấy bình thường. Đúng không ạ? Đó, nên mình phải hiểu được cái gần cấu trúc này. Hôm sau trạng từ thế bạn tìm trên mạng thì cũng sẽ gì nhỉ? Cũng sẽ gì không có mà học không hiểu gì đúng không ạ? Nhưng mà khi các bạn có gì người hướng dẫn thì thấy nó dễ đúng không? Không có gì khó cả. Thế tuyệt vời không? Về nhà làm bài tập đầy đủ nhé. Để gọi đồng đội vào học đi không? Tuần sau hết mất gốc rồi. Để cô Lan không tặng nữa buồn quá nhỉ? Mất quá. 70% thôi mà không đạt được. Nhưng mà ai chăm thì cô cứ tặng. À, thì ai chăm thì tặng, làm gì có chuyện. Cô đi tặng ngoài kia kìa. Còn bao nhiêu người ngoài kia người ta cần cao cái kìa. Lớp nó phải đủ câu cam kết rồi thôi. Nếu không cam kết thì cứ đòi. Đúng không? Bảo luyện tập phần luyện giọng cũng cam kết xong vứt đấy. Đúng không? Luyện giọng xong tập xong vứt đấy. À, chỉ một số lượng người thôi. Đúng không? Luyện giọng khó thật đấy cô ạ. Công nhận khó cái gì vậy? Thấy một số bạn là mình học tốt thì đây. Cô thấy trong một tuần nó thấy giọng ngon thế hơn gì nữa. Nghe thấy giọng trầm ổn thế hơn gì. Một số bạn có thấy đạt kết quả gì nữa. Đấy mới một tuần đầu đấy. Tuần nữa luyện tập xem cái giọng khác hẳn còn gì. Thế là ngon rồi gì. Cô nhưng mà khi mình phát âm là mình mới đang tập là A và O. Trong khi đó thì bây giờ mình phải nói cả câu cơ. Xong mình làm nào đấy hơi. Từ thì đang mở chưa mở được rồi câu. Ê, người ta đi người ta phải từ từ. Level 2 mới đi câu. Level 2 phát âm học ngay từ đầu cô cho đây. Mở từ chả mở được rồi câu.
Đấy, vâng. Câu từ đã xong đến câu. Đúng không? Thảm đấy. Học kỳ khàn. Tập đi. Học khàn, học em khàn đấy. Tập được kỳ khàn, học hết khàn đấy. Vâng, đấy em nói với cô là em bị xoang đấy. Em đang khụt khịt suốt ngày. Bây giờ nó bị thành u xơ dây thanh rồi. Vì em cứ nói mà em rất là mệt. Nhắn cô chuyển đến cái thuốc ấy mà dùng. Em cảm ơn ạ. Em cũng đang bận với con, ba đứa đều ốm. Ok. Đó, cô dùng cái đấy gần như cô chả thấy cô bị cái gì. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Em sẽ nhắn tin. Lại còn được học viên tặng. Tô cô thì hay được tặng lắm, được tặng nhiều. Tại vì học viên cứ thấy quý thì lại tặng. Nhưng mà cô dùng xong thì đỡ từ ngày đấy giờ. Vâng. Nên là cứ đờm xuống họng liên tục. Ừ, khoang xoang thì khổ lắm. Mẹ vâng. Nhiều khi nghĩ chán đời của thôi, nó bị nặng quá thì nghĩ muốn đai thì chả muốn làm cái gì. Thế hôm qua em nhức đầu kinh khủng xong rồi là mấy hôm nay bị mệt bởi vì sao? Thời tiết thay đổi nhỉ? Vâng. Cứ nắng mưa nắng mưa nắng mưa đúng không? Nó vật cho đến nơi đúng không? Em năm nào có đến thời tiết này em cũng ổn. Tại vì người bị xoang là sẽ bị dẫn đến cơ địa nó sẽ bị ảnh hưởng ngay. Là cái đề kháng của mình nó yếu bởi vì sao? Ăn uống chả ăn được thì nó làm cho giảm đề kháng đi. Giảm đề kháng đi thì tự nhiên thời tiết ảnh hưởng thời tiết ngay. Cô còn cơ địa dị ứng thời tiết sẵn rồi, còn chưa nói thì bảo là bị xoang nữa thì nó dị ứng quá mạnh. Cô chưa ca như cái máy báo thời tiết ấy 3 ngày trước. Thế các bạn biểu là cứ thời tiết mưa này báo 3 ngày trước thì có phải thế nào? Đầu hết người xong người cứ nóng bừng. Trong người tự nhiên nó nóng bừng nên khó chịu lắm. Em nhìn thấy thời tiết này em sợ lắm, mình cứ mưa mưa nắng nắng người thời tiết nó ẩm em sợ lắm. Là cô ấy, bây giờ cô thì thời tiết nó thay đổi nên cô chỉ ngủ tí khoảng 3 phút đến 1 tiếng. Nó mệt, nó bắt mình ngủ bởi vì là cô đang thiếu ngủ không? Thì nó chỉ thế thôi, chứ không bị hiện tượng đau người mệt mỏi nữa. Tóm lại là bớt hết. Đỡ nhiều lắm này. Chứ không như trước thì thôi chắc muốn đai rồi. Đi lên kia, go to the heaven. Chán lắm, nói chung là sức khỏe thì nếu mà mình bị vấn đề sức khỏe mà bị xoang nó cứ dề dán, nó làm cho người mình không khỏe được, người nó yếu cả ngày. Và thà ốm trận cho nên thập tử nhất sinh đi xong rồi mình khỏe suốt ngày còn được. Đây nó lại cứ người lúc nào cứ như tờ vờ mệt, chả muốn làm. Đau đầu gì. Ai hỏi gì chả muốn nói gì, cười chả muốn cười. Chính nào thấy đau đầu ở đây, suốt ngày đau đầu này. Đúng rồi. Chả muốn nghĩ gì, quên cả trí nhớ cô ngày xưa cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Quên này, trí nhớ quên là mắt ảnh hưởng này. Mắt thì bụi mà phát ra từ ngứa rụi tung cả mắt này. Đúng rồi. Xong rồi gãi xong đỏ hết cả mắt. Em qua mới đi khám mắt rồi đây. À. Thế này cô dùng cái đấy đỡ nhiều lắm rồi. Bây giờ 85% này. Gần như không có bị hiện tượng nữa. Còn hàn nữa. Gốc của xoang nó là hàn nữa. Giời ơi. Đúng. Mệt lắm. Dạ. Thôi cố gắng lên. Nhá. Vâng. Rồi xin chào cả lớp. Tuần sau học tiếp. Goodbye and see you. Yes. Bye bye. Goodbye. Okay. Goodbye.